Chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube mình nha. Thì hôm nay mình sẽ quay những chiếc xà lan vượt sông như thế này cho mấy bạn xem. Ở bên này có chiếc đang dè gà, chiếc phà các bạn. Mới quá trời luôn, vượt sông nha các bạn xem. Thì bây giờ những cái phà vượt mặt này các bạn. Chiếc xà lan nó đang lắng chiếc ghe trong này nha các bạn. Thì một lát nữa có những chiếc vỏ với lại những chiếc máy rất là siêu nhanh các bạn. Thì sẽ quay cận cảnh cái cục máy nha các bạn xem nha. Đây nè các bạn, đây là cái cục máy xe nha các bạn. Bạn hãy bình luận cho mình ở dây thứ mấy là cái vỏ nào sử dụng, cục máy nào nghe các bạn, để mà mình có một cái gì đó để mà mình thương lượng với nhau. Rất là đẹp. Mất khỏi màn hình tại vì những cái vỏ này nó có thể là nó chạy thoáng qua trong vòng vài giây thôi. Đây là cái lúa các bạn ơi. Đây có một chiếc ghe vỏ do lãi, miền Tây mình gọi do lãi nha các bạn. Không biết sử dụng cục máy nào. Máy này cũng nhỏ rồi các bạn. Đôi khi nó cũng chỉ thoáng qua trong vài giây thôi, các bạn cố gắng nha. Máy này quá nhỏ rồi. Đây có chiếc phà. Cái này có chiếc tàu đang cho lên nha các bạn. Đây mình quay cái động cơ máy này cho mấy bạn xem. Quá đông luôn rồi. Cũng cận Tết rồi các bạn. Đây cục máy đây các bạn. Quá đẹp, cục máy quá đẹp. Mình thì cũng không có gành máy về những cái động cơ như thế này đâu nghe các bạn. Các bạn biết thì là comment bình luận trao đổi với mình nha. Này, chở nước suối. Ở đây có cái cô này cũng đưa qua lại cũng rất là mỗi ngày thì đưa qua lại rất là nhiều lần nha các bạn. Đây động cơ đây các bạn ơi, khói quá trời luôn các bạn ơi. Khói mịt trời luôn các bạn. Xem cái động cơ này trước nha các bạn. Nó chạy quá là nhanh, mình không quay được chi tiết cho mấy bạn xem nha. Đây. Máy là máy gì mà chạy quá trời chạy các bạn.
nghiêng vậy đó. Xe lan này quá trời bự, rất là thảm nha các bạn. Đây có chiếc tàu đang đi xuống nha bạn. Mình quay động cơ để các bạn xem. Đây là mình sẽ qua mặt nhau nha các bạn. Máy này rất là to nè các bạn. Nghe anh em bình luận cho mình cục máy là cục máy gì nha các bạn. À, cái tàu tới đây nè. Đây mình có chiếc ghe gom nha các bạn. Còn thấy được cái mũi thôi.